xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm món gà quay lưu cho các bạn cùng thưởng thức nha. Trước tiên thì mình sẽ đâm một ít đầu hành, một ít củ hành với một ít tỏi để mình ướp con gà. Cho thêm ớt. Sau đó mình sẽ cho dầu hào vào, sẽ cho thêm mật ong. Mình sẽ cho thêm gia vị luôn. Cái này là muối, đường với hạt nêm. Mình sẽ cho thêm hai gói ngũ vị hương thì nó mới thơm nha. Thích ăn cay thì mình sẽ cho thêm sa tế. Mình sẽ cho thêm ớt bột. Món này sẽ là món gà quay lưu siêu cay nha các bạn. Giờ mình sẽ ướp gà thôi. Mình sẽ chà đều cho gà nó thấm gia vị nha. Cho gà nó thấm gia vị, bây giờ mình sẽ đi nhúng than. Trong khi chờ đợi cho gà nó chín, giờ mình sẽ đi đâm muối, tí nữa mình chấm gà nha. Giờ mình sẽ nặn ít vô luôn nha. Ôi, nghe mùi tắc thôi mà mình đã chảy nước miếng rồi các bạn. Nãy giờ mình quay con gà thì cũng hơn nửa tiếng rồi đó, để mình coi thử con gà nó chín tới đâu rồi nha. Thơm quá các bạn ơi. Phần dưới này nó hơi áp lửa quá, nó muốn khét con gà. Bây giờ mình sẽ chở con gà lại. Nóng quá các bạn ơi. Nhìn hấp dẫn không các bạn? Mình mời các bạn cùng dùng chung với mình nha. Sau khi chờ đợi 2 tiếng thì bây giờ cũng được ăn. Con
gà này nó mỡ nhiều quá, cắt mà nó chảy mỡ. Sức cái đùi nóng quá các bạn, nóng quá. Thật không à các bạn, cái này là tuy da em đen nhưng mà lòng em trắng. Ngon quá các bạn ơi, nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, nóng quá. Để xuống mình sẽ ăn thêm một ít lá cóc. Lá cóc nó chua chua chung với gà ngon hết sảy. Các bạn thấy chén nước chấm mình có đã không? Chén muối siêu cay. Ngon quá. Cái này là lá cóc á. Thiếu thiếu gì ta, chết, từ nãy giờ mình quên uống bia, hèn chi thấy khát nước quá. Mời các bạn nha, trời ơi nó đã khác, hôm nay lại say mồi tiếp. Món này mình nghĩ ăn với cái gì chua chua là nó ngon, tại vì thịt gà nó quá ngọt. Ăn tử giờ chưa hết cái đùi luôn các bạn, thịt không à. Giờ mình sẽ ăn kiểu giống như người Hàn Quốc nha. Lấy một miếng salad, bỏ một miếng cóc lên. Sau đó mình sẽ bỏ thịt gà vô. Có món trái cây tráng miệng luôn nè các bạn, nãy mình mới hái được mấy trái dâu. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Bye, I love you.